Rồi, xin chào tất cả anh em ha. Hôm nay mình sẽ giới thiệu với anh em bay răng cưa lưỡi cưa CD nha anh em. Với lại cái ke cân bằng giặt này mà tái sử dụng nha anh em. Anh em làm xong khoảng 3 tiếng, 2 tiếng anh em tháo ra. Bây giờ anh em phải thợ hồ nào mà cứng cỡ nào làm khi mình ốp lát vô tường, khi mà hồ dầu nó khô lại anh em ốp kỹ cỡ nào nó cũng giật chớp hết trơn á. Cho nên mình bây giờ phải xài tới mấy cái thằng cây cân bằng này anh em, nó rất là chuẩn luôn. Khi mà hồ dầu nó khô nó giữ cân bằng á, nó không có bị chớp anh em. Còn mà anh em không có chơi cái này, không có chơi cái này nó chịu lại là khi mà hồ dầu nó khô lại là nó giật hết luôn nha anh em, nó giật nó chớp hết luôn á, chủ nhà bắt tháo ra chết luôn đó. Bay răng cưa lưỡi cưa CD bên mình nha anh em. Giá hiện tại năm 2022 là 70.000 nha anh em. Ke cân bằng gạch anh em xài tái sử dụng nha, 2-3 tiếng sau anh em tháo ra giùm mình ha, chứ để qua đêm là tháo ra là không có được, cứ ngắt tháo nó gãy luôn á. Anh em mua bịch này mình có bán riêng cái bịch tê sắt để thay thế cho mấy cái thằng mà bị gãy anh em. Anh em có đặt hàng vui lòng điện số điện thoại mình có để trên màn hình nha anh em, số điện thoại hoặc ạc Zalo của vợ mình á. Mình nhiều khi bận công việc mình không có đưa số điện thoại mình lên cho anh em điện được á, anh em thông cảm ha. Tại mình còn đi làm nữa chứ mình không có rảnh á. Đó, anh em ốp xong anh em cứ lấy cái cây bằng này, anh em đút vô, anh em dặn cho nó chặt tay lại là bao chớp luôn nha anh em. Thao tác nó dễ, đơn giản lắm anh em ơi, không có khó đâu. Anh em ốp gạch toilet hay gì đi dàn chân trước đi dàn chân hết luôn cho nó khô nha. Cho nó khô dàn chân, nó cứng cáp dàn chân lại nha, đi dàn chân cho nó kỹ một chút. Nó cứng khô hồi dầu lại rồi, khi mà anh em đi mấy cái lớp ở trên nó không có bị sệ, bị này bị kia nha. Còn anh em mà đi một bước đi từng bước đó, là cái dàn chân nó sệ dễ sửa lại lắm nha anh em. Đó, anh em ốp lát á, anh em cứ đi hết nguyên dàn chân đi, xong rồi anh em mới tiến hành ốp lên. Anh em có đặt hàng của mình thì điện số điện thoại trên màn hình cho mình ha, còn không thì cứ bình luận số điện thoại của anh em mà bên mình sẽ điện lại cho anh em nha anh em. Ship phí ship bên mình là tùy khu vực nha anh em, không có phí ship nha anh em. Cửa đâm heo này nằm ngủ hả họng anh em ơi, để mình cho anh ổng. Trời ơi, ngủ không kêu lại đứa nhỏ.
Nhức đầu đi.